quý vị và các bạn, trong mùa mưa lũ năm 2016, huyện Đơn Dương chịu nhiều thiệt hại về cơ sở vật chất cũng như hoa màu. Trong đó, cầu tràn Lạc Viên A và B của xã Lạc Xuân hiện đang xuống cấp trầm trọng. Thực tế này đang gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa đi lại của người dân địa phương. Hơn hết, còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân và phương tiện bất cứ lúc nào. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Barrier bị tháo dỡ. Mặt cầu hư hỏng, nghiêng ngã. Nguy hiểm rình rập. Nhưng bất chấp thực tế như vậy, nhiều người dân vẫn vận chuyển hàng hóa lưu thông qua cầu tràn Lạc Viên A và B, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra ở đây, nhưng người dân vẫn buộc phải lưu thông vì đây là tuyến đường độc đạo nối thôn Giảng Dân và các thôn đồng bào dân tộc thiểu số Nam Sông, xã Lạc Xuân. Biết là cái cầu nó có sự cố hư hỏng nặng, rất đi qua rất là nguy hiểm, nhưng mà vì nhu cầu sinh hoạt rồi đi làm hàng ngày rồi mình cũng vẫn cứ phải đi qua. Cầu tràn Lạc Viên A và B, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương được xây dựng năm 2014 do giáo xứ cùng bà con nhân dân trong thôn đóng góp. Do xả lũ từ nhà máy thủy điện Đa Nhiêm năm 2016 nên từ đó đến nay cầu tràn này đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng. Hiện nay mặt cầu, kết cấu dầm cầu đã bị sạn nước, trùi chân, hư hỏng nặng, có thể sập bất cứ lúc nào. Mặc dù chính quyền địa phương đã cắm biển báo, chặn barrier, nhưng nhiều hộ dân vẫn bất chấp nguy hiểm đi qua. Lượng xe đi lại đó thì thường xuyên là cái loại mà xe tấn tư đó, một ngày á, là cứ tính mức trung bình là đi lại khoảng 200 chuyến đi và về. Còn xe máy ở đấy bây giờ như là các quý đài đứng đây nhìn rõ đấy, người ta cứ đi liên tục, bây giờ cấm rồi đây người ta vẫn cứ đi. Đấy, chẳng hạn như bây giờ tôi chẳng nói dấu gì, bây giờ như xã này, điều huyện ra quyết định vì là cấm tuyệt đối không cho đi, cũng vì sợ xảy ra tính mạng của nhân dân. Nhưng mà nhân dân bức xúc thì không có lối đi, cho nên là cứ rỡ ra đi. Trước thực trạng nêu trên, chính quyền xã Lạc Xuân đã nhiều lần kiến nghị để nâng cấp sửa chữa, nhưng khó khăn về kinh phí. Nên hiện nay, cầu tràn Lạc Viên A và B xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương vẫn chưa thực hiện được. Xã Lạc Xuân cũng đang có cái kiến nghị để cấp huyện, các cấp có thẩm quyền là hỗ trợ để khắc phục cái cầu này. Nhưng đến giờ phút này thì nói chung là chưa có khắc phục được. Thực trạng nếu mà không có giải pháp thì ở đây nó cũng rất là khó cho bà con, tại chủ yếu bà con ở đây sống bằng nghề nông và đi làm mưu sinh bằng xe ô tô qua lại thì nó cũng rất là khó khi mà xả lũ hay là nước lớn. Hơn bao giờ hết, người dân ở các xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương đang mong mỏi sự quan tâm đầu tư của ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng để nâng cấp, sửa chữa cầu tràn Lạc Viên A và B, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ vận chuyển hàng hóa và đi lại được thuận tiện hơn.